Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ ngồi uống cà phê tâm sự chút về cái câu chuyện đo đạc về trường khí. Tôi vừa mới hết cà phê uống nên là chạy lên phố cũng mới mua được một túi. Lúc đầu định mua cái loại ngon mà tôi nói là các bạn mua thì nên chọn loại có chữ R, có chữ L, R, R là loại ngon nhất của Starbucks. Nhưng mà lúc tôi mua thì không để ý thì họ bảo phải lên phố nhà thờ và chỉ ở trên phố nhà thờ mới bán cái đấy. À, tôi mua tạm cái loại Kenya cũng uống rất là ngon. Như tôi nói là mình thực ra là vừa rồi tôi bận nên là không kịp đặt mua ở nước ngoài, nên là với những cái hãng ở Việt Nam thì chỉ có Starbucks làm được là khi mình uống đến cái phần cuối cùng nó vẫn còn nguyên cái hương vị cà phê. Còn của các cái hãng khác thì nói thẳng ra là các bạn chỉ cần mở ra một hai hôm là hết, nó chả còn cái hương vị gì cả. Nên cái khả năng xử lý của họ cũng rất tốt. Và trong cái gói Kenya này, tôi chỉ thích uống cái medium thôi. Medium là vừa phải. Cái nốt của họ là juicy này là cũng khá tốt ạ. Nên là hôm nay tôi sẽ uống cái loại Kenya này và nói về cái câu chuyện trường khí. Trường khí thì tôi đo đạc rất nhiều nơi. Các bạn như thấy là tôi đo đạc rất nhiều nơi và làm rất nhiều những cái clip đo đạc, có cái dương, có cái âm. Và cũng cái chủ đề tôi đang định nói thì có một bạn cũng hỏi. Bạn hỏi là em thấy nhiều người là thu năng lượng từ đá thạch anh, cây lâu năm, có thật không? Thật hay không thì rất khó nói vì người ta vẫn thu mà. Nhưng mà tôi nói thẳng luôn là trả lời bạn ý là thôi để tôi đi pha cà phê. Câu chuyện mà tôi trả lời nhanh gọn cho bạn ý là nói chung là ảo tưởng sức mạnh. Tại vì sao? Ui, thơm quá các bạn. Tại vì sao? Thứ nhất là chúng ta phải có cái máy đo để xem là cái cây, cái viên đá, cái hòn đá, cái ngọn núi hoặc là những cái vật thể chúng ta định hút năng lượng là nó năng lượng dương hay âm, tốt hay xấu. Các bạn không chứng minh được, các bạn cứ đến các bạn bạ cái cây, các bạn hút năng lượng, đúng không? Cái cây lâu năm, có phải cây lâu năm nào cũng tốt đâu. Rất nhiều cây lâu năm có vong, có ma, thậm chí là các cái câu chuyện ở Việt Nam nó đầy ra đấy. Nhiều đơn vị xây dựng không dám chặt cây, làm đường còn phải nắn tránh cái cây ra. Vì sao? Nó rất nhiều vong ở đấy. Cho máy đến phá, máy hỏng. Tự nhiên các bạn cứ bạ đâu, các bạn đến các bạn hút khí, hấp thu khí đá cũng thế. Nên là chúng ta không có cái một cái công cụ đo để chứng minh rằng tôi đến cái cây này tôi hút nó dương hay âm, tốt hay xấu. Cái cây này đang 1000, ví dụ nhé, tôi đang ví dụ cái chỉ số là 1000, bạn đến bạn hút thì cái cây vẫn là 1000 hay là nó mất đi một ít, và cái năng lượng đấy nó có vào người bạn không thì có cái máy nào đo không? Đúng không? Có cái máy nào nó đo được cái bạn hút vào? Nó hút vào hay không chứ? Ví dụ bạn đi đến, tôi vẫn bảo là đây này, ví dụ khả năng thu thì máy nào chứng minh chứ? Bây giờ mình ra biển, mình lên núi thì tự bản thân mình thấy khỏe khoắn rồi. Thì ai cũng bảo ôi tôi thì đi khỏe lắm, đúng không? Nó bị một cái ảo tưởng sức mạnh, thậm chí ảo tưởng đến mức là nếu không chứng minh thì nhiều người ảo tưởng rằng mình có khả năng đuổi gió gọi mưa, hô phong hoán vũ. Tôi biết nói câu chuyện này ra thì rất nhiều ông thầy ông tự ái, vì nhiều người ta đang dạy cái kiểu hút đấy mà, và trong dân gian rất nhiều người đang bị mơ hồ về cái chuyện đi hút năng lượng để chữa bệnh. Nên là tôi sẽ đi tìm cái máy để chứng minh cái đấy. Ngoài có thể tôi cầm tấm long, nhưng mà
cái người cầm tầm long ít, cái thứ hai là nhiều người không hiểu, người ta bảo là cầm điều khiển chẳng hạn. Tôi sẽ tìm những cái máy trực quan hơn, tốn tiền hơn một chút để tôi chứng minh cho các bạn là không phải bạ đâu, các bạn hút được những cái cây này của âm, các bạn đến hút thì người các bạn bị làm sao mà khỏe được. Lúc đấy người hâm hâm đơ đơ, đúng không? Và bạn hút xong thì nó phải, cái luồng khí này nó có chạy vào người, nó có thể hiện được không, có cái máy nào nó thể hiện không, hoặc là lấy cái máy đo kinh lạc, kinh mạch, xem là khi bạn hút cái kinh mạch, kinh lạc đấy nó có gì thay đổi, biến đổi không, đúng không? Chứ hiện nay tôi còn thậm chí có cái người chữa bệnh ở trên mạng là họ cứ dùng cái bấm nhiệt độ, họ bấm từng cái vị trí trên cơ thể, xong ở đâu nhiệt độ nó hơi giảm một chút thì họ bảo ở đấy có bệnh, ở đấy mắc bệnh. Nó cũng chỉ là một phần thôi, nó không chứng minh được. Thế là ở đâu lạnh hơn một chút thì người ta châm cứu vào đấy, người ta bảo là để cho nó gì tăng lên. Mà các bạn biết là cái máy bấm này nó không chính xác. Cái máy bấm nhiệt độ tôi lần trước tôi cũng có làm một cái clip tôi bấm đo, nhưng mà sau đấy tôi phát hiện ra là nó không chính xác, nó không hề chính xác luôn. Con tôi bị sốt nó vẫn 36 độ, và bình thường nó vẫn 36 độ, đến ly sốt thấy sờ vào đầu nó thấy nóng nóng, đo mình vẫn thấy nó 36 độ, và thôi chứng tỏ là cái máy này vứt đi rồi. Thế là cuối cùng vẫn phải về cái phương pháp truyền thống là cặp nhiệt độ vào nách, lúc đấy nó mới báo chính xác ở trong 38 độ, trong khi là bấm ở trên đầu, trên trán nó vẫn 36. Không thể tin được những cái máy bấm nhiệt độ. Thực ra là cái việc mọi người cứ đi tập thiền rồi hút năng lượng dưỡng sinh, mọi người có một cái niềm tin gì đấy thì kệ mọi người thôi. Nhưng mà tôi thấy cái phong trào bao nhiêu năm qua mọi người cứ mất nhiều thời gian. Lẽ ra ví dụ mình bị bệnh tật đấy, mình vào bệnh viện mình khám chữa bệnh có khi nó khỏi, nhưng mà chúng ta lại cứ ảo tưởng ngồi thiền hút năng lượng từ cái một cái ngôi mộ, mà ngôi mộ thì toàn âm khí, nhiễu khí, tạp khí. Tôi cũng có clip tôi chứng minh cho các bạn rồi, nhưng mà thôi, tại vì niềm tin mà, nhiều khi niềm tin nó chiến thắng bệnh tật. Nhưng mà tôi sẽ nhập máy nhé các bạn, tôi ở cái câu chuyện này tôi sẽ nhập máy và tôi sẽ cho các bạn. Tất nhiên là tôi cũng chưa biết là chứng minh như thế nào, tại vì là để máy móc chứng minh cái năng lượng nó chuyển động trong cơ thể thì nó rất tốn kém và rất tốn tiền, nên là tôi chỉ mua được những cái loại đơn giản. Tôi chỉ, như tôi nói trong một clip trước, tôi chỉ mua cái loại 12 triệu thôi. Tôi về để tôi đo thử xem, ví dụ là người ta muốn hút năng lượng ở viên đá, hút năng lượng ở cái cây thì cái máy đấy nó có đo được hay không. Nếu thành công đo được thì sẽ chứng minh được cái ảo tưởng của mọi người, còn nếu không thì coi như là cái máy của tôi nó không, chưa tác dụng, phải tìm cái máy khác, thì mình phải chấp nhận thôi, chấp nhận một cái rủi ro đấy, chấp nhận cái rủi ro đấy, chứ không phải là lúc nào thành công. Đó là lý do tại sao rất nhiều người ngại đầu tư, ngại chứng minh. Tôi thơm quá các bạn. Tôi cũng mua một cái máy để chụp lên đầu, đo cái sóng của cơ thể, đo xong nó ra mấy chục cái chỉ số mà đúng ra là những ông như hội đông y cũng phải nhập về khám bệnh, và đông y chỉ bấm như này không có thể chính xác, và nó không hiển thị, nó không tăng cái độ uy tín về khoa học. Tôi nhập về, tôi bận, tôi không nghiên cứu, thì tôi đã gửi cho một bạn đệ tử rồi, và tôi cũng nói là cái này nó hỗ trợ rất nhiều giữa phân biệt một người bị vong nhập, một người bị bệnh thần kinh, một người bị hoang tưởng. Nếu bạn ý nghiên cứu và bạn tìm đủ dữ liệu thì bạn ý sẽ thành một chuyên gia rất giỏi về mặt tâm linh, vì bạn chứng minh được là cái ông thần kinh là có những cái bước sóng như thế này, máy nó đo mà, cái ông bị vong nhập nó bị như thế này. Tại vì bình thường là tôi mới đang thủ công là tôi đo tầm long thôi, và cái này là máy móc hẳn hoi. Tôi thì không có đủ thời gian nên là tôi mua về tôi cho bạn ý, còn bạn ý nghiên cứu đến đâu thì là cơ duyên của bạn ý, đúng không? Khả năng của bạn ý. Bây giờ tôi nhập cái máy khác,
có rất nhiều máy thì tôi thì nghiên cứu cái đơn giản, còn tại vì nhiều khi có cơ duyên, ví dụ cái máy đấy tôi mua 3 năm tôi chả dùng được vì nó là nó có tiếng Trung, tiếng Hàn với tiếng gì, nói chung là mình đọc mình không biết, nhưng mà đến khi tôi đưa cho bạn ấy thì bạn lại mò ra có tiếng Việt đấy, ví dụ như thế. Nên nhiều khi mình mua máy cái đầu tiên này chưa chắc có cơ duyên để nghiên cứu, mò không ra, thì vừa đưa cho bạn ấy xong bạn ấy biết được luôn là có tiếng Việt đấy, vấn đề là nó ở đây. Nhưng mà thôi, tôi sẽ nhập một cái máy khác, tôi sẽ chứng minh về trường phí theo một cái kiểu khác, một phong cách khác ngoài tầm long. Có tầm long, có anten rồi, nhưng mà tôi sẽ tìm thêm một cái gì nó trực quan hơn một chút. Tại vì như tôi có nói là đúng ra những cái máy móc này là bên nghiên cứu về tâm linh, về tiềm năng, như viện tiềm năng người ta phải nghiên cứu, bên UAI, UIA gì đấy, Liên hiệp khoa học kỹ thuật người ta phải nhập về nghiên cứu, nhưng người ta không nghiên cứu, người ta cứ áp vong mở dịch vụ, áp vong kiếm tiền thôi. Chứ đúng ra người ta phải mang về, người ta chụp lên, à ông này áp vong đúng là đang có vong, thì lúc đấy mình chứng minh cho người dân thấy là cái tính khoa học, thì tôi sẽ nhập cái máy về và nó chứng minh được cái đấy. Và tất nhiên là cái dân ngoại cảm người ta không thích điều này đâu, vì mình chỉ cần dơ lên mình biết ngay là cái ông có áp vong thật không, hoặc là lúc ông hầu đồng là nó có nhập thật không, hay là ông tự ông nhảy. Tôi làm clip tâm sự với bạn thì thôi chứ tôi nhập về rồi, tôi nhập về rồi và tôi sẽ đi tìm. Tất nhiên là cái vấn đề đo hút trường khí này thì nó khó hơn một chút. Ở đây tôi nói cái khó là để các bạn hiểu cái việc nghiên cứu nó không đơn giản, vì cái máy móc ở trên thị trường, cái máy tôi nhập là nó chỉ đo được chênh lệch về nhiệt độ của cơ thể người, nên là khi vong nhập vào là nó nhiệt độ nó sẽ thay đổi, nó sẽ biết được luôn. Nếu nó không thay đổi về nhiệt độ có nghĩa là vong chưa nhập, chắc chắn là thế, tại vì vong nhập là người bị lạnh, người lạnh nhiệt độ thay đổi. Còn bình thường là tôi cầm tầm long là khi mà vong nhập thì nó báo âm thì mình cũng biết. Đó là lý do như tôi nói là nhiều người bên ngoại cảm người ta không thích hợp tác làm việc với mình, vì mình đo mình biết ngay là à vong có nhập hay không, hay là ông tự ông nói chuyện. Đấy thì có một cái máy nó còn trực quan hơn so với tầm long, thì nó dùng với tầm long để kết hợp sẽ nhìn rõ hơn. Cũng là vì bình thường tôi cầm tầm long ok rồi, tuy nhiên là tôi vẫn muốn chứng minh cho các bạn một cái gì đấy nó trực quan hơn, dễ hiểu hơn. À, khi tôi nói là à có vong ở đây thì có nhiệt độ nó thay đổi, đấy thì nó sẽ dễ hơn. Có thể nó sẽ đảo lộn tất cả những cái nghiên cứu, nhưng mà đấy là cái vấn đề bình thường của nghiên cứu khoa học. À, ví dụ như là vong nhập vào mộ thì mình đo xem là à cái mộ đấy nhiệt độ có thay đổi hay không, hay là bát hương, đúng rồi. Ví dụ bát hương khi chưa cắm hương và sau khi cắm hương thì nó có gì khác biệt. Có rất nhiều thứ để nghiên cứu các bạn. Quan trọng là mình có muốn là vén cái bức màn tâm linh hay không thôi, chứ mọi người thì cứ bảo muốn kỳ bí hóa, thần thánh hóa, tại vì càng kỳ bí, càng thần thánh thì các thầy dân gian càng dễ kiếm tiền. Giống như mọi người đi giải hạn đúng không? Cứ chả biết thì cứ đưa tiền cho thầy mua lễ giải hạn, thế là yên tâm. Chả biết thầy cũng, ôi giời, thấy mọi người giải thì mình cứ đọc bài khấn. Nên là mỗi chùa đọc, đầu năm các bạn đến chùa giải hạn, mỗi chùa đọc một văn khấn khác nhau. Giải tỏa tâm lý, nhu cầu của mọi người là quá tin vào chùa. Chỉ cần là à tôi đăng ký giải hạn bỏ 100-200 đăng ký giải hạn thì vì có nhu cầu thì người ta có cung thì có cầu thì có cung, thì các sư thầy sẽ đọc văn khấn. Bạn không tin bạn cứ đi làm đi, bạn đi 5-10 ngôi chùa khác nhau, các bạn đăng ký dâng giải hạn đầu năm, đúng không? Mỗi chùa sẽ đọc một văn khấn khác nhau.
các bạn đi và các bạn nghe xong không các bạn về cầm ít lễ về ăn, thế là yên tâm. Mùi năm nay mình đi giải hạn đầu năm rồi, yên tâm làm ăn. Nhưng mà mọi thứ nó là giải tỏa về tâm lý. Và thường như tôi nói là những cái gì mà càng kỳ bí, càng thần thánh hóa thì mọi người càng thích. Nên là nói những cái gì nó cứ mơ mơ hồ hồ một chút thì lắm khách hàng lắm thôi. Còn làm khoa học như tôi thì khó, vì khoa học nó rõ ràng quá mà mọi người không thích. Mình bảo động thổ không cần xem tuổi là mọi người không tin. Dân gian ông nào cũng bảo là phải xem tuổi, mà không hợp tuổi phải đi mượn tuổi. Còn thầy Linh thì thầy lại nói khó nghe lắm. Thầy lại bảo là cứ có tiền là động thổ được, cứ có tiền là xây nhà được hết. Thậm chí là không có tiền đi vay ngân hàng vẫn xây được. Không cần năm, không cần xem năm, cứ thế mà động. Đấy, làm khoa học là thế, mà khó lắm rồi. Không đơn giản. Nên là thường là những người theo tôi học không nhiều đâu, tại vì tôi dạy về khoa học nên là ít người theo đó. Tại vì là học xong khoa học xong khó kiếm tiền, làm khoa học khó kiếm tiền lắm các bạn. Làm dân gian đi dọa người khác thì dễ kiếm. Gian thì tôi cũng có thể dạy các bạn ra gốc cây, các bạn hút hút khí cây rồi hút khí ở tảng đá trông như yêu tinh đúng không? Chắc là xem phim yêu tinh nhiều quá nên là cứ thích hút, cứ nghĩ là mình hút được khí. Bây giờ tôi lấy một cái câu chuyện nó đơn giản thôi, cũng không cần phải dễ. Bây giờ bạn mua một quả dưa hấu về, các bạn giơ hai tay lên, các bạn hút khí từ quả dưa hấu đỡ phải ăn. Các bạn hút khí xong rồi, hút hết khí rồi, dưa làm gì còn khí gì nữa, giống như yêu tinh hút máu ấy. Hút hết máu người còn mỗi bộ xương này. Các bạn mua quả, các bạn hút được khí từ cây, hút được khí từ đá thì thôi, các bạn mua quả dưa hấu về, các bạn giơ hai tay lên, các bạn hút phát mà cũng chả cần mua. Các bạn vào siêu thị, các bạn đặt tay lên quả dưa hấu, các bạn hút khí từ quả dưa hấu, thế là xong, đỡ phải ăn, đỡ phải mua. Toàn thánh nhân hết. Đúng không? Các bạn thấy tôi nói đúng, có đúng không? Đây, tôi có cái, cả cái bộ khuôn bộ lính canh mộ của tôi còn không làm. Tôi bảo thôi, tôi chả nghiên cứu, tôi hết khả năng rồi, tôi gửi cho đệ tử bảo làm được thì gửi cho thầy một bộ để thầy test thôi. Thì bạn vào đây này, tuần sau em gửi thầy bộ lính canh mộ cho thầy test. Thì nhiều thứ tôi nhập về tôi làm nhưng mà tôi không đủ sức, nên là tôi thấy cái bạn này, bạn cũng thích nghịch thích tìm tòi với mình, nhưng là tôi cứ hỏi là bạn có nghiên cứu có nhận không thì tôi gửi cho. Mình không đủ sức nghiên cứu được, một là không đủ sức nghiên cứu, hai là tôi muốn là đệ tử hoặc là những bạn nào ham mê thích thì tôi nhập về hẳn luôn cho tự nghiên cứu, đỡ phải bỏ tiền. Ông lại kêu là đắt quá em không nghiên cứu được, nên tôi nhập về xong tôi ship, tôi gửi cho luôn là ship luôn. Mình chỉ việc nghiên cứu, nghiên cứu đến đâu thì là cơ duyên. Mà ví dụ bạn đi nghiên cứu xong thì có khi bạn thành cao thủ về áp phong, vì ai áp phong giả, à, vong thật hoặc là bị vong nhập là vẫn chụp cái máy lên đầu phát nó chạy ra cái sóng não nó ra nó báo luôn. Có rất nhiều thứ để nghiên cứu, nhưng mà mình có sức để hay không, hay là khi mình nói ra mình chứng minh ra thì chắc chắn vì cái mới mà nhiều người sẽ phản đối. Nên là giống cái hãng Pfizer của Mỹ, mọi người thì làm theo cái công nghệ vaccine cũ, nhưng mà họ liều, họ nhảy vào cái lĩnh vực
vaccine mới họ làm và họ thành công. Khi họ thành công thì họ có thể gì chữa được, cứu cho rất nhiều người và họ có đống tiền. Còn trong lĩnh vực nghiên cứu này thì có thể giúp cho mọi người thôi chứ không có đống tiền đâu thôi. Hoặc là cùng lắm là chứng minh cho mọi người thấy là trong dân gian hàng ngàn năm qua những cách mọi người đang làm nó không tác dụng gì cả, nó chưa hiệu quả. Phải làm thế nào đấy để cải tiến. Giống như tôi nói mọi người cứ ngồi đây xong để cho một ông thầy giơ tay chữa. Mọi người mê muội quá. Tôi nói thẳng là mê muội vì ông thầy đấy ông đang phát ra cái gì? Ông phát ra khí dương hay khí âm? Phát ra khí xấu hay ông chả có một cái gì phát, ông cứ đứng ông biểu diễn. Chúng ta phải có máy móc, chúng ta nói mọi thứ qua máy móc, qua số liệu và nó chính xác. Đó là lý do tại sao tôi không chữa bệnh. Chứ nếu mà nói thế tôi đứng đây tôi giơ tay chữa bệnh cho tất cả Việt Nam khỏi bệnh, đúng không? Chúng ta không nói theo kiểu lý thuyết suông được. Có nhiều người lên mạng thì vẽ phù để đuổi bão, đuổi sóng, đuổi mây, đuổi mưa. Chúng ta không làm những cái việc mà hàm hồ. Vì làm như thế chỉ tăng khả năng gì ạ? Tăng nhiễu loạn xã hội, làm cho xã hội nó thấy một ông thầy này làm thế, à ông này ông bốc phét được thì mai mình bốc phét. Thế là một lô thầy phét giống nhau cũng lên mạng vẽ dọa người khác, rồi ngày hôm nay mình đuổi mưa, ngày mai mình đuổi bão, ngày kia đến khi có bão thì đánh vào miền Trung một lô. Bão lụt vừa rồi đấy, các ông có thấy đâu, các ông này lặn mất tăm hơi, đúng không? Cái người thầy hoặc là cái người nghiên cứu trong cái lĩnh vực văn hóa phương Đông này, nếu thực sự có tâm thì phải tìm máy móc để chứng minh những cái dân gian đang làm. À, cái A này đúng hay sai, đúng như thế nào, dữ liệu như thế nào, cái B này đang làm đúng hay sai, dữ liệu như thế nào. Chúng ta phải cho mọi người thấy là có chứng minh, đúng không? Mọi thứ có chứng minh. Nói ngắn gọn như thế, tại sao là khoa học kỹ thuật phương Tây nó phát triển nhanh hơn chúng ta? Vì họ mọi thứ nó có máy móc, có biện chứng hết, còn chúng ta là toàn võ mồm. Võ mồm nói chuyện với nhau nên là rất là khó. Nên là cái chặng đường dành cho những cái người nghiên cứu khoa học rất gian nan, rất gian truân. Và tôi yêu cầu về cái đệ tử, về người học cũng rất khó tính. Vì bản thân tôi bị những cái giáo sư người Mỹ dạy rất là khó. Người ta như tôi nói là mình định hỏi một cái gì thì người ta bắt luôn tìm 30-50 quyển sách về cái đề tài đấy, đọc đi, đọc chán đi, đọc xem là quyển số 1 này nói về chủ đề này thì người ta có ưu nhược, ưu gì, nhược điểm gì, vấn đề gì cần giải quyết ở quyển sách 1 này. Quyển sách 2 này tương tự như vậy, liệt kê cho thầy 30 đến tối thiểu 30-50 cái tài liệu liên quan chủ đề mình định hỏi. Mình đọc xong hết rồi, mình tìm mọi cái tư liệu trên thế giới mình đọc xong hết rồi thì mình cần gì hỏi thầy nữa. Nên là bao nhiêu năm học với giáo sư nước ngoài tôi hầu như không hỏi được một cái gì luôn. Nhưng mà tôi vẫn rất tôn trọng vì cái phương pháp họ dạy mình. Mình cứ định hỏi gì phát nè, thầy nói luôn đã tìm sách chưa. Thế là mình lại phải lóc cóc lên mạng đi đặt sách, một đống sách về. Đọc xong xong mới trình mà. Thì cần gì trình bày với thầy đấy. Tại vì mình đọc 30-50 cuốn sách viết về chủ đề này thì mình biết à, hóa ra họ đang vẫn tồn tại vấn đề này cần nghiên cứu. Và bây giờ mình phải nghiên cứu nốt cái này để giải quyết vấn đề đấy. Thế là xong. Và vấn đề của mình nghiên cứu đúng hay sai không cần biết, miễn là mình giải quyết được vấn đề của 50 cái người người ta đã nghiên cứu mà chưa giải quyết được thì mình giải quyết nốt. Đấy, thế thôi. Và trong cái vấn đề khoa học như này thì tôi không phải, ý của tôi nghiên cứu này, mình không động chạm đến ai cả. Mình muốn đo cái trường khí của lời nói của ông này, lời nói của ông kia. Mình phải đo xem là à, cái phương pháp ông này làm là âm hay dương, tốt hay xấu, ông này làm tốt hay xấu, để mình biết là mình cải tiến cái phương pháp nào nó hiệu quả là thứ nhất nhé các bạn nhé. Thứ nhất là hiệu quả, thứ hai là phải nhìn bằng mắt thường, phải có số liệu, phải có số liệu.
quan trọng nhất là số liệu, chứ cứ nói khơi khơi thì tôi ngày mai tôi đứng tôi phát sóng tôi chữa bệnh, tôi cũng viết linh phù rồi đuổi hết bão hết mưa rồi, chúng ta không bao giờ được làm những cái đấy. Những con người làm nghiêm túc vì cộng đồng không bao giờ ảo tưởng sức mạnh của mình. Đấy là cái quan trọng nhất, vì trong cái nghiên cứu tâm linh thì cái thử thách đầu tiên là ảo tưởng sức mạnh, cái bản ngã. Nếu mà các bạn không vượt qua được cái bản ngã, không vượt qua được cái ảo tưởng sức mạnh thì chúng ta không bao giờ nghiên cứu được. Nên là người nào cứ đuổi bão đuổi mưa ấy, thì đấy là đang bị cái bước cản đầu tiên, cái bản ngã đầu tiên là họ chưa vượt qua nổi. Trong tâm linh thế các bạn, người ta thử thách rất nhiều. Các bạn đi đo mộ nhiều, các bạn sẽ thấy các bạn sẽ bị thử thách rất nhiều, nó không đơn giản. Nên là làm phong thủy mà ông nào mà cứ bảo không xem hướng nhà mà lại xem hướng tuổi này, xem mộ, xem bàn thờ, không xem theo cuộc diện đất mà cứ bảo hướng chủ nhà rồi tuổi chủ nhà, tức là chúng ta chưa vượt qua được cái bản ngã cá nhân thì chúng ta không làm được việc lớn. Chúng ta phải vượt qua bản ngã, chúng ta phải bỏ qua được cái tôi của mình cơ. Tôi lại nhận được cái tin nhắn đóng góp cho quỹ vaccine. Hôm trước tôi nhắn thử nhưng mà tôi chưa thấy ai trừ tiền vào tài khoản của tôi các bạn. Tôi chưa hiểu thế nào, tôi lấy tin nhắn tôi chuyển tiền, thấy bảo là đã đóng góp rồi nhưng mà không biết là mình mất tiền kiểu gì. Hy vọng thì qua cái buổi cà phê tâm sự về trường khí này thì các bạn biết thêm một số cái dự án tôi đang chuẩn bị triển khai đầu tư. Nó cũng là một cái thử thách nhưng mà tôi cũng hy vọng là mình có một cái gì mới. Tại vì như tôi có nói rồi, thực ra là tôi những trong quá trình tôi dạy công cụ trong trường xây dựng thì tôi dạy hơn chục năm rồi nha các bạn nhé. Nhưng bắt đầu từ khoảng năm 14, 15, tức là 5, 6 năm trước thì tôi bắt đầu tôi nói về cái mong muốn là sau khi nghiên cứu thì các bạn nên dùng cái máy này, các bạn nghiên cứu sâu hơn thì các bạn sẽ chụp được vong. Nhưng mà vì không chịu, tôi không thấy ai nghiên cứu, không có ai, có lẽ không có học trò, không có một ai dám mạnh dạn nghiên cứu nên là thôi. Sau gần đấy năm khoa học phát triển mà tôi chả thấy ở Việt Nam có ai dùng cái máy móc đấy cả, mà lại còn xuất hiện nhiều công ty, nhiều thầy dùng những cái máy gần như kiểu bịp về, nó chạy ngẫu nhiên về để dọa mọi người, nên là tôi lại phải mua, tôi nghiên cứu tiếp rồi. Bởi vì như tôi vẫn nói là sang cái vận chín là một cái kỷ nguyên của tâm linh nở rộ, nếu mà không có người dám lội ngược dòng mà cứ để như vậy thì xã hội sẽ rất dễ loạn, vì ai cũng thành thầy, ai cũng đưa ra những cái kiểu hút năng lượng rồi đuổi ma đuổi tà mà nó không có một cái gì chứng minh, không có một cái gì chứng minh cụ thể. Tôi chưa biết là cái đầu tư nó thành công hay không đâu, nhưng mà tôi vẫn phải nghiên cứu thôi. Tại vì là mình không nghiên cứu thì chắc là không có ai nghiên cứu. Vì tôi nói, như tôi nói rồi, tôi nói với các bạn học công cụ từ cái thời năm 2013-14 trong trường xây dựng thì tôi cũng có nói là các bạn sau khi học xong tầm long, học xong anten thì có một cái công cụ nữa là các bạn có cái màn hình giống như các bạn đi ở sân bay ấy. Nhất là cái đợt Covid này các bạn thấy là khi các bạn nhiệt độ tăng cao đi qua nó sẽ báo, nó sẽ báo luôn đúng không? Thì với cái người ác vong ấy, vong nó nhập vào thì người các bạn bị lạnh, bị nóng thì cái nhiệt độ nó thay đổi, nó cũng sẽ báo luôn. Nó rất đơn giản, rất trực quan, mà những cái đơn vị nghiên cứu tiềm năng đúng ra họ phải nhập về họ để chứng minh cái tính khoa học của bộ môn tâm linh. Nhưng mà họ, tôi cũng không hiểu sao chả ai nhập, chả ai nghiên cứu cả. Nên là tôi mới có nói, tôi định viết cái tiêu đề bài này, viết vui là không có trâu mà bắt rắn đi cầy. Tôi không nói là bắt chó đi cầy, nhưng mà mình là con rắn nên là thôi, không có trâu thì rắn nó đi cầy.
lẽ ra những cái chuyên gia về tâm linh phải nghiên cứu. Tôi nói thẳng luôn từ phải, vì họ làm về tâm linh mà, họ phải nghiên cứu. Tôi chỉ là phong thủy, tôi làm phong thủy tôi thấy những cái hiện tượng tâm linh, các thầy tâm linh làm ngứa mắt quá, nên là mình phải nghiên cứu để chứng minh cho bà con thấy là đúng sai phải trái như thế nào, chứ chúng ta không nên mê muội. Chứ bây giờ tôi nói với các bạn đi hút năng lượng của tảng đá, rồi hút năng lượng của cái cây, bây giờ cái cây nó bị âm, các bạn cũng hút, thế là người các bạn toàn âm khí. Hay là các bạn hoành tráng quá thì thôi, các bạn vào siêu thị thấy quả dưa, các bạn thò đưa tay vào, các bạn hút năng lượng, các bạn về đỡ phải ăn. Đi qua bao tải gạo, bạn thò tay vào hút gạo, ui giời, để về không cần ăn, không cần uống, đúng không? Nên là cái gì nó cũng phải vừa vừa phải phải thôi, chứ ảo tưởng sức mạnh quá là không nên. Mà ảo tưởng tôi cũng không hiểu sao là nhiều người bị mê muội theo. Đấy là cái vấn đề, chúng ta bỏ cái thời gian, bỏ công sức ra, lẽ ra bệnh tật đấy thì vào bệnh viện đi khám đi, kiếm những nơi nào uy tín mà đi khám, chứ suốt ngày đi ra bãi biển rồi đi hút năng lượng của đá, hút năng lượng vào rừng, hút năng lượng của cây, chả mấy chốc mà tất cả thành thánh hết, đúng không? Thì tôi sẽ cố gắng tìm những cái máy móc để chứng minh, và tôi hy vọng là nó sẽ chứng minh được phần nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.